giọt nắng vàng chợt lưa thương. Và mùa xuân đó có anh thì xuân rất đẹp, em không biết xuân về lúc nào. Lời tình đóng đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân rồi. Em vừa test cho các anh nghe thử con DAC đến từ thương hiệu Audio Lab của Anh các anh nha, một thương hiệu cực kỳ lớn với nhiều những cái sản phẩm rất là chất lượng. Em này là đời Quidac các anh ạ. Thiết kế thì vỏ kim loại toàn bộ rất là gấu, rất là khủng. Giờ phải nói qua rằng là combo này em thấy là phối ghép và đánh rất là ổn luôn. Con âm ly Rega Brio 2000 đến từ Anh cho các cái giải rất là tinh tế, sạch sẽ. Kết hợp với lại con đầu CD Revoke, các anh có thể thấy là cái khả năng đọc bài, nhận bài, chuyển bài thì phải gọi là cực kỳ tốt và hiệu quả. Em rất đánh giá cao cái con đầu CD này, rất là đáng chơi. Một con đầu đến từ Đức các anh nhé. DAC cũng như là âm ly thì đến từ Anh. Và đánh một đôi loa Avalon Bass 25 cấu hình 3 đường tiếng các anh nhé. Em âm ly này đủ để thuyết phục và điều trị đôi loa này cho cái giải trầm xuống rất là sâu. Toàn bộ các hệ thống cửa, các thứ mà không chắc chắn là rung và mầm luôn các anh ạ. Tiếng trầm ra rất là tốt, rất là hay và đáng chơi. Em chi tiết hôm nay thì nói cụ thể sâu hơn về em DAC. Thì em DAC này có sở hữu một cục nguồn cực kỳ lớn các anh có thể thấy. Cục nguồn cực kỳ lớn các anh nhé. Điện là 220V. Cục nguồn này có lẽ là phải nặng phải đến 7-8 lạng cũng nên đấy các anh ạ. Các anh có thể so với tay của em. Cũng của Audio Lab luôn. Em này về thì có cả sách với lại đĩa này. Với lại sách này. Sách này em cũng chưa mở ra xem đâu. Chắc là sách để hướng dẫn.
sử dụng con DAC này coi như là chỉ thiếu hộp xốp thôi các anh ạ. Nói chung là em này tương đối là đẹp, một vài những cái vết bẩn theo thời gian, nhưng mà thiết kế họ làm như thế này thì nhìn tương đối là sạch sẽ rồi. Màn hình hiển thị thì cực kỳ sắc nét. Em quay phía đằng sau để cho các anh nhìn. Ở phía đằng sau đây đầy đủ tất cả những cái cổng ăn chơi các anh nhé. Bao đường tín hiệu vào thì có quát xe an này, cổng đầu trục này, cổng quang này, cũng như là cổng USB các anh chơi với máy tính, hoặc là những cái cổng này các anh nối với lại TV, hoặc là như em đang nối với lại đầu đĩa thôi, rất là tiện lợi. Cổng ra thì là có RCA, cổng ra tín hiệu RCA, cũng như là cổng quang hay là cổng đây là cổng vào chứ. Sorry các anh em hơi loạn một chút. Output là cổng ra, là có cổng đồng trục với lại cổng quang với lại cổng RCA nhé. Còn đây là cái rắc cắm nguồn riêng của nó, rất là sạch sẽ và rất là đẹp. Gần như rằng là em này là quá đẹp rồi. Anh em yên tâm chơi, và thiết kế vỏ kim loại rất là chắc chắn, sắc nét, góc cạnh làm rất là kỹ. Em giới thiệu qua thì em này có tính năng volume, các anh có thể dùng như một con dè luôn, tức là các anh có thể nối với lại power cũng được nhá. Đó, volume các anh có thể thấy volume này, cũng như là các cái điều chỉnh đường tín hiệu vào. Ở đây nó tự nhận là digital quaxian. Đây là cổng quang này, USB này, đó. Còn ở đây rằng là các cái chỉnh khác nhau thì các anh có lẽ các anh sẽ về các anh nghiên cứu thêm rất nhiều những cái chỉnh. Em sẽ lướt qua một vòng cho các anh nhìn nhá. Hình như là có đến 9 mục cơ. 1 này. Đó, display là hiển thị này, check time này. Đấy, các cái chế độ hiển thị khác nhau, những cái tính năng ở trên con DAC. Thì các anh về các anh nghiên cứu tìm hiểu thêm một em DAC đáng chơi. Đầy đủ tất cả các cổng ăn chơi bày biện thì cực kỳ đẹp, các anh có thể thấy. Và đặc biệt là giật mình với cái giá thành của nó thì siêu hợp lý các anh ạ. Em này giao lưu với anh em với cái giá là 6.900.000 thôi các anh nhé. Và giá này đã cân đối và cân nhắc kỹ rồi. Bởi vậy là anh em nào mà cảm thấy phù hợp thì các anh chơi. Giá này là giá rất tốt cho anh em chơi rồi các anh ạ. Để về nói về trong cái tầm tiền, một em DAC với cái giá 6.900.000 được hình thức như thế này, tính năng như thế này và chất âm như thế này thì quá là hoàn hảo. Nó rất nhiều những cái hỗ trợ bổ trợ để cho cái nguồn nhạc các anh được nâng tầm lên các anh nhé. Và được cải thiện hơn, giúp cho âm thanh được tốt hơn. Hàng hãng và thương hiệu Audio Lab là của anh, toàn những cái sản phẩm chất lượng thôi. Đây còn có cả ngõ để các anh chơi cho tai nghe nữa này. Quá hay, rất là đa dạng và giá thành thì siêu hợp lý rồi. Dây thì cực kỳ dài các anh nhé, nối siêu dài luôn, các anh yên tâm chơi. Chắc là cũng phải đến tầm 3-4 mét đấy các anh ạ. Các anh liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998 nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông và nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Xin nhắc lại là anh nào cần tìm DAC tốt thì em nghĩ đây là một sự lựa chọn tuyệt vời về mọi mặt các anh nhá. Hãy chỉnh được cả volume nữa luôn, quá là hay và quá là tiện như một con dè. Cảm ơn các anh đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái sản phẩm sau. Xin cảm ơn. Yeah.
tin, ngờ đâu giờ em đến xe hoa. Vì thời gian xóa tan hết rồi, mong như sao nỡ đành xa Huế, đành lòng quên.